tắm nó ở nhà, không có gì ăn hết, nó cũng nắm nắm cơm gà là bóng mú chừng lên ăn cơm trắng cá tươi, cá bóng nó chừng lên lấy dao chém cá bóng mú chết đem vô mà thịt ăn. Là tôi kể cái chuyện mà tắm cám này đó, nói hồi xưa có cái gia đình ông này nè, ổng tu nhân tích đức dữ lắm mà hai vợ chồng chỉ có đứa con gái, rồi phát bà chết. Bà chết rồi sau này cái ông này á, ổng có bà vợ sau, mà bởi bà vợ sau á thì cũng có con riêng, cũng đứa con gái. Bà ở với chồng bà có đứa con gái rồi sao bà thôi hay sao ở lại với ông này. Thì bây giờ cái gia đình này con ông con bà, chứ không phải mà một mẹ một cha khác mẹ gì hết, con ông con bà luôn. Là ông có một đứa, bà có một đứa, gặp nhau ở là hai đứa này cũng như dưng đặc biệt đó, mà hai đứa gái không. Lại là bà vợ thì bà hướng về con bà hơn, hơn con của ông chồng. Rồi mà nghèo, rồi ổng thường khi ổng đi mần hoài trên đồng trên xá vậy về. Thì đứa nào cũng dành làm chị hết trơn, bị gì tuổi nhau bằng nhau, đứa nào cũng dành làm chị hết trơn á, không đứa nào chịu làm em. Cái bả gầy, bả nói thôi bây giờ hai đứa bay á, xách vỏ đi mò cá đi, mò cá tép gì á, bay mò đi, mò đứa nào mà về đây ha, đứa nào nhiều á thì đứa đó làm chị, còn đứa nào ít thì đứa đó em. Bỏ ra điều kiện cái hai đứa xách vỏ đi mò, đi mò cái con của bả thì hơi léo lách hơn con của ổng, đi mò đứa nào cũng có cá hết trơn á, mà nhỏ kia nó ham làm chị, nó mò riết mò cho thiệt nhiều, mò nhiều hơn con nhỏ nọ, hơn con nhỏ của con của bà. Cái hai đứa lại đọ võ coi, thì thấy con của bả thì ít cá hơn con của ổng rồi. Cái con của bả mới dòm qua sông, thấy đám lục bình mà có bông thì nó ý đồ, nó có cái mánh thẳng, cái nó nói bông kìa. Tập dông lội qua sông bẻ bông về ba má chơi. Nó nói vậy ha. Cái nhỏ kia cũng ham mà chị em mà, nhỏ nọ cái nó nhảy ra nó lội, nhỏ kia cũng nhảy ra lội, lội tuốt bển nó bẻ, con của ổng á lội tuốt bển bẻ hai ba cái bông. Còn con của bả làm bộ nhảy cho nhỏ kia nhảy theo lội, rồi nó trở lại trở lại đè sớt cá của nhỏ kia trơn, chừa lại có con cá bóng mú à. Chừa vỏ con à. Cái nhỏ kia bẻ bông rồi lâu chảy về thì coi vỏ cá hết trơn, còn có con cá bóng mú à. Cái cự nhỏ nọ, mày lấy cá tao chứ ai? Là không, tao không có lấy à, mày coi mày làm đổ mấy gì tao có biết đâu à, mày lội đi rồi vỏ cá mày nó lạch nó đổ rồi sao, rồi là thôi khóc ngao ngến đi về thôi, chịu thiệt thòi hơn kia. Rồi cái đi về tới bả thì bả coi vỏ bả đó, ủa sao mày có con cá bóng mú không à, còn nói thì nhiều rồi thôi nói làm chị. Cái nhỏ nọ thôi bị gì bả ra cái liệt lệ vậy thì tao nói cũng ấy, kêu nhỏ kia chị là bả mới đặt nó, chị mày là con tắm nha, còn mày là con cám, tao đặt mày là con cám đó, thì tắm cám hai chị em. Mà con cám này á, con của ổng có hiếu thảo lắm, hiếu thảo vô cùng, bị gì nó là có tiên nó mắc đạ. Bị gì nó ví dụ như ở trên Ngọc Hoàng mà làm lỡ cái gì vậy đó, rồi mà các vị tiên ông người ta đạ xuống dưới trần gian này cho cực khổ cho biết đặng tu hiền trở về. Cái con cám này nó đem ra ngoài giường á, nó đào cái hầm, nó đổ nước vô, nó nuôi người ta bóng mú, thì nó đi chăn trâu cho người ta ở xóm nhà có trâu á, rồi người ta mướn đi giữ trâu thì nó đi chăn trâu cho người ta. Bả
thì bà không cho tắm làm gì hết, ở nhà còn cám thì bà lãnh trâu rồi cho đi giữ. Thì nó đi giữ sớm ơi, đi chiều về ăn cơm rồi cái nó đem nắm cơm ra bóng mú bóng bình binh đừng ở dưới sình ăn cơm cặn cá thừa, hãy trừng lên ăn cá cơm trắng cá tươi. Thì cá bóng nghe tiếng cám như vậy là nó lên, bị nó có nghe tiếng quen rồi nó lên nuôi ngạn lớn lên thì bỏ nắm cơm xuống nó ăn. Bữa nào cũng vậy, hãy đi coi trâu về tới chiều vậy đó thì ra kêu bóng mú lên cho ăn, đừng ở dưới ăn cơm thừa cá cặn. Bữa đó nó đi coi trâu tắm nó ở nhà không có gì ăn hết, nó cũng nắm nắm cơm ra là bóng mú chừng lên ăn cơm trắng cá tươi, cá bóng nó chừng lên lấy dao chém cá bóng mú chết đem vô bằng thịt ăn. Bằng thịt ăn rồi á, sợ con cám nó về nó khóc nó la đi, nghĩa là cái xương con cá bóng đó mới đem ra ngoài vườn giấu ở trong cái đống chấu, chôn ở trong cái đống chấu giấu cái xương, giấu xương cái con cá bóng đi. Tới chừng con cám nó tới chiều nó giữ trâu nó về, nó về cái nó kêu hoài mà cá bóng mú chết rồi còn đâu lên. Thì con gà cò nó đứng nó ăn cái bên đó gần đó mà con cám này nó khóc, nó cá nó mất rồi nó khóc. Nó thương cá nó khóc, con gà nó thấy khóc tội nghiệp cái nó gáy, nó gáy ọ o ai cho ba hộp thóc rồi chỉ xương giùm cho. Nó gáy vậy cái con cám chạy giết vô nắm nắm lúa đem gà gãi cho con gà ăn, gà ăn rồi nó chạy lại cái đống chấu nó bươi, nó bươi văng xương cá gà hết trời. Cái con cám nó biết rồi, nó biết con tắm ăn rồi thôi, nó cũng nói gì, nó là hiếu thảo trong gia đình lắm, nhường chị là nhường mẹ nhường cha nhường chị dữ lắm. Thôi nó buồn nó lấy cái len ra nó chôn cái xương cá ở ngoài vườn, cái chôn đó cái hàng ngày vậy đó thì cũng đi chăn trâu à, bị bả đỡ mà chăn trâu chiều về, hỡi chiều về xăm chừng coi coi xương cá mình chôn ở đó coi có ai bươi hay không. Đó, bữa nào cũng vậy, nó làm hình như là nhớ xương cá vậy, cũng như là anh em ruột nhau thân quen nhau vậy đó, hỡi buồn thì chạy ra đó ngồi kế bên chơi rồi vậy đó. Cái đêm đó nó ngủ, nó ngủ nó nằm chiêm bao, nó thấy có một bà già đi lại kêu nó, nói cám à, ngày mai này là có trên đền vua có mở sửa sạn mở cuộc khoa thi, con bây giờ quần áo con không có, con đi ra đó con đào cái lỗ con chung xương con cá bóng con đó, lấy đời giày với là giày dép quần áo đồ mà bạn. Cái nó giật mình thức dậy, nó rồi cái này như vậy để sáng ngày bơi đào thử coi có hay không. Cái nó đào lên có có bộ đồ rồi, có dép, có đôi giày đó, rồi có đủ đồ cho nó bận vậy đó. Cái nó mừng quá nó mới lấy cái đôi giày ra, còn đồ của nó chôn lại, nó chôn lại cái lấy đôi giày đó nó mang mang đi có cháu mà lấy đôi giày mang, rồi mang ấy vô đồng mà cái đôi giày ướt đi nó mới giặt đôi giày sạch sẽ, nó mới máng ở trên cái sừng con trâu á, sừng hai sừng trâu đó nó bán bên chiếc, rồi nó ngồi nó giữ trâu ở trển hơi buồn ngủ nằm lưng trâu á, trâu đi ăn tới đâu rồi đi, rồi nó ngủ nào giật mình thức dậy thì ngồi về cỡ trâu à cho ăn vậy. Cái phát không quả nó bay lại cái nó sớt hết chiếc giày đi, sớt chiếc giày của nó, sớt chiếc giày của nó đè con quạ này nó bay tuốt lên trên đình vua, nó đậu ở ngoài hoa viên á,
ngự uyển của ông vua, mà ông vua thái tử đồ này kia mà đi chơi đó mà hỡi buồn ra ngoài quê viên đồ chơi coi bông ấy rồi sao nó đậu kêu quạ quạ ha, cái hoàng tử con của ông vua sao bữa nay có chim này nó kêu bước ra coi là ra gặp ông quạ. Cái ông nói quạ đùng quạ đùng, thấy tha chiếc giày đó phát nó buông chiếc giày xuống, buông chiếc giày xuống cái nó bay thuốc. Thì ông lại ông la lạ kỳ ha, sao mà con quạ mà tha chiếc giày. Cái ông lại ông lấy chiếc giày lên, lấy chiếc giày lên thì thấy chiếc giày tốt đẹp quá, phát cái tâm ông phát là mến cái chiếc giày, thương chiếc giày không bỏ, thôi đem vô phòng để đó máng lên đó, máng phòng ổng mà có chiếc ha. Đó cái tới chừng một thời gian lâu lâu quá, cái ông vua ông cứ vợ cho hoàng tử này, mà hoàng tử này cứ vợ đâu cũng không chịu hết, cứ nước nào công chúa nước nào cũng chịu, ổng nhất định ổng không chịu, mà lại là ổng ít đi chơi nữa, ổng ở trong phòng ổng trong quê viên của ổng, hay là ổng chơi với chiếc giày không à. Cái ông vua ông hỏi sao ạ, sao mà cỡ này không đi săn bắn mà con cũng không ra ngoài, mà con ở trong phòng con giỡn chơi với chiếc giày là lý do gì? Cái nói hồng bây giờ á con có vợ chứ không, nhưng mà cha truyền rao ra đi, chiếu chỉ đưa xuống dưới là trong nước đi, nếu ai mà đi vừa chiếc giày này là vợ của con. Nó nói như vậy cái ông vua ổng thương con mà, cái ổng truyền ra quan văn quan võ đi là rao cùng xóm làng, nếu ngày đó là ngày mở hội khoa thi, nếu như ai muốn thi hoàng hậu đó thì lên thi như là mang được chiếc giày thì ổng cưới cho thái tử. Thì trong nước con gái nó đi gần gần kẻ đi thi, còn người thì đi coi, đi gần thì cái con cám rồi đi, con cám đi ha, thì con cám rồi đi mẹ cho con đi với mẹ. Thì bà nói mày mà đi đâu, dòng đen đúa xấu khí hỏng quần áo mà đi đâu. Gầy nó cái nó khóc cái bà giận, bà nói đây nè bây giờ bị gì nói dụ ở trên đền vua mà có cái chuyện mà mở hội khoa thi mà kén chọn dâu đó, thì nói dụ một ngày tới mấy giờ vậy đó là mãn. Cái bà đem ba dạ gạo, ba dạ đậu xanh ra đổ chung lộn hết trơn. Con tắm thì nó có hiếu với cha mẹ dữ lắm, biểu cái gì phải nghe cái đấy. Cái bà đã đổ chung vô hết, cái bà đổ ngoài đường á. Đây nè, mày muốn đi á thì mày lựa này đậu ra đậu, gạo ra gạo, rồi mày đi. Bà làm như vậy nó lựa này còn hai ngày chưa rồi nữa, bà tính vậy đó. Làm sao nó đi được thì cho con bà đi thôi. Cái đổ chung hết trơn, cái anh cám ngồi khóc, nó khóc mà nó lựa gì khóc gì lựa. Thì ở trên Ngọc Hoàng á, các vị tiên dòm thấy, nó thấy bị vậy, nó tiên mắt lạ mà, nó thấy cái mấy cho một bầy chim sẻ sẻ với một bầy bồ câu, hai bầy lợi lựa. Thì hai bầy đó lựa có chút xíu à, nó mổ đậu để đậu, gạo để gạo, mổ riêng ra chim bồ câu với chim sẻ sẻ. Rồi cái nó mừng quá, nó vô cái tắm rửa, cái ra ngoài giường đầu của nó lên, thì nó lấy bộ đồ vô nó mặc, lấy đồ đội lên đồ vô mặc. Thì nó đi trễ nhất cái thảy, nó đi tới chiều, tới gần muốn mãn là cuộc hội. Còn tốp kia lại không biết là bao nhiêu bị gì đi thi hoa hậu mà, ai lại mang nó vậy là được hoàng hậu mà. Thì ai lại cũng kẻ thì gọng ginh, người thì chặt bó mang không có được, là ban giám khảo la ó sùm. Bị gì nó giờ nó không vừa mà nó nông thí cho vừa. Sợ tét vậy la. Còn tới chừng con cám nó lợi đó,
thì nó sọt vô dừa chân. Dừa chân với nó còn chiếc nữa thì nó đem để xuống đi là đôi đôi hài. Nó đi thì hoàng tử gọi là đồng ý là vợ ông vua ổng là truyền lệnh ra đó là tỷ tức của vua. Kêu bằng tỷ tức ở trong hoàng cung á, kêu tử tức là dâu đó, tỷ tức của vua là dâu ông vua. Cái thôi vô ở trong một thời gian thì cái bà mẹ đẻ này nè, cái tâm hiểm hoi. Bà mới nhắn tin lên là bây giờ cha con đau nhiều quá. Bây giờ con phải đi về, mà đi về thăm á không có quan quân gì theo hết. Con chỉ đi một mình con thôi. Chứ nhà cửa của mình là không có như vậy, vì chưa có các nhà các cửa. Mà nếu như quan quân đi theo thấy nhà cửa như vậy mà làm xui với hoàng với hoàng thượng thì không được. Bây giờ đi về một mình con. Cái anh Cám nó đi về. Khi mà con Cám về đó thì bà nướng cái bánh tráng á, 2-3 cái bánh tráng, bà để ở dưới cái chõng kia trải chiếu lên, rồi ổng nằm kế bên đó. Mà bà dặn ổng hỡi con Cám nó về thăm ông phải lăn qua bên bánh tráng cho nghe gộp vậy đó. Một xương thì ông phải nói con ơi bây giờ cha đã mục xương hết rồi, là cha thèm cái cau tươi đó. Cái cau tươi đặng mà ba ăn cái có thể là hết trái mà, cao hả? Trái cao đó. Bởi vậy nhà xưa hồi đó nhà nào cũng có trồng hàng cao trước cửa trơn á. Trồng cao làm kiểng đó. Bây giờ cũng vậy nữa mà đều trồng cao nước ngoài. Hồi đó trồng cao mình ngon rồi, giờ nước ngoài nó mới đẹp. Cao đó là nó có một cái sự tích lâu dài. Của tấm cám à. Cái ông làm y như vậy thì cám về chạy vô thăm cha thì ông lăn quá, nghe gộp và ông nói ông xương ông ngục hết. Ông bây giờ ăn cao tươi đó là ông hết. Cái anh Cám lật đật chạy ra leo. Leo viết lên trên trển ăn bẻ cao xuống cho cha ăn. Leo trển thì ở dưới này bà mẹ ghẻ với anh Tấm nó lấy cây nó thọt. Nó thọt cho té chết. Té xuống chết rồi á thì đem con Cám đi ra giường chôn. Còn đồ của con Cám đó, đồ y phục của con Cám thì mặc cho con Tấm. Mặc cho con Tấm rồi mới đưa trở lên nữa là hoàng cung, là nói đó là con Cám. Đó thì cũng là trời khiến sao mà ông hoàng tử này ổng gặp con Tấm ổng làm như không thương. Ổng không có ngàn gì tới hết, nhưng mà ổng cứ mơ màng Cám hoài. Thì vô trong phòng cha mẹ nói đây là con Cám, cũng tin Cám vậy thôi. Cái bữa đó là ổng mới là đi ra ngoài vườn ngự quyển á, ổng chơi ngoại thì chôn con Cám này á, nó thành lên con te te hằng quạch. Nó thành lên con chim chim te te hằng quạch. Cái nó lại nó giỡn với ổng, nó bay lại hoàng cung đó, nhưng mà nó cũng ra vườn ngự quyển cái nó giỡn. Nó giỡn với ông hoàng tử thấy nó thương quá. Đưa tay bắt nó không bay. Cái ông hoàng tử ổng kêu thợ làm cái lồng cho lớn, con te te hằng quạch mà có lính gác. Lính canh chừng gác này kia không. Cái ổng nuôi, ổng ra ổng giỡn như chim quỳnh quạch hoài. Cái bữa đó con Tấm á nó dành giặt đồ cho ông hoàng tử, dặn đi ra giường ngự quyển chơi. Nghĩa là tử tức thì không quyền ra đó, vua với hoàng tử đồ với là quân sư đồ mấy ra đó, tỷ tức là con dâu là không có quyền ra đó. Ra giường ngự quyển nếu công chúa thì được, hoàng tử thì được, nhưng mà con dâu không có được quyền ra đó. Vì cái linh của ông vua mà. Cái con Tấm này nó dành giặt đồ cho hoàng tử. Cái giặt đồ hoàng tử nó cố ý đi ra ngoài vườn ngự quyển. Tại sao nghe là hoàng tử cứ ra ngoài vườn ngự quyển mà chơi hoài, còn nó ở trong này trong
thuê phòng này mà không nói chuyện với nó, nó ganh. Nó nói tại sao vậy ha, cái nó gà hơi đồ. Hơi đồ cái con chim te te hồng quạch á, nó ở trong lòng. Cái nó nhảy nó te te hồng quạch. Giặt áo chồng tao thì giặt cho sạch. Phơi thì phơi bằng xào, đừng phơi hàng rào gách áo chồng tao. Cái con tắm nó nè, nếu vậy là mày rồi chứ ai nữa. Mày là quyến rũ hoàng tử. Đi ngoài này giỡn chơi với mày, bây giờ nghĩa là mày đầu thai lại đây nè, con té té hồng quạch. Cái mày mới nói tao như vậy. Cái tới chừng nghĩa là nó ra lệnh cho cái quân hầu nó đó, quân hầu tắm á, hỡi về đó hoàng cung thì có quân hầu rồi. Quân hầu tắm nói sai, bắt con té té hồng quạch này đập đầu cho chết, đem ra ngã ba thì người đường cái chôn nó ngoài cho bả. Thì quân hầu nó cũng nghe lời như vậy, bắt té té hồng quạch đập đầu đem chôn ngã ba đường cái. Thì ông hoàng tử té té hồng quạch chết rồi, hỏi ai thì không có, quan quân đâu dám nói. Nói bả ra lệnh chém đầu mình sao. Bả trần nàng tắm này thì cũng là vợ hoàng tử, mà hãy nói động tới bả là bả ra lệnh chém đầu mình, không ai dám nói hết. Thì trong số đó ông hoàng tử ổng không ăn ở gì với nàng tắm hết. Nhưng mà ổng buồn bả vậy đó. Cỡ đó cỡ ổng xin đi săn bắn rồi, buồn quá. Đi xin vua cha đi săn bắn, đi lên rừng lên rú rồi săn bắn. Rồi cái bà đi xin này á, cái chôn te te hoạch ngã ba đường cái, cái phọc mọc lên cây thị. Mọc lên cây thị vậy là có trái thị chín. Có trái thị chín nó thơm dữ lắm, trái thị nó thơm cùng. Thì có cái bà ăn xin này, bà đi ngang nghe thơm quá, bật bà ngó lên thì bà thấy là trái thị, có trái thị. Rồi bà nói hú trái thị rụng bị bà già vì dứt chín ăn chơi. Thì trái thị chảnh phát rụng ngay bị bà. Bà nói nếu như vậy thì bà có cái duyên. Có cái duyên là với trái thị. Bà cũng chưa biết là con cám là nó bị đài, nghĩa là nó tiên bị đã mà đài nhiều kiếp như vậy đó. Rồi cái bà đem về, bà để ở trên cái mặt bàn á, để cái trái thị trên mặt bàn. Bà cũng không nói gì tới. Bà vô, mỗi bữa thì bà ở có mình ơn à, cái chòi bà ở mình ơn, không có ai chứ, không có con cháu gì. Rồi bà để đó, bà đi xin, sáng ra bà đi xin. Bà đi xin thì sáng ra thì dòm lại trên mặt bàn đó có mâm cơm. Mâm cơm nghĩa là nóng ngu ngút mà dòm quanh quýt thì không có ai hết. Thôi bà ăn, ăn cơm nào bà đi. Chứ mỗi khi bà nấu cơm bà ăn này. Chứ đâu có ai mà nấu. Bà cũng không biết ai. Thôi bây giờ ai nấu thì mình ăn. Ăn rồi bà đi. Bà đi rồi thì tới chừng gần chiều thì con cám nó cũng nứt trái thị ra. Nó ra, nó hiện hình ra lớn vậy, nó đi vô nó nấu cơm chiều. Nấu cơm đàng hoàng, nó đổ bà vừa gần tới thì nó dọn ngoài mặt bàn. Cơm cũng còn nóng hổi lên vậy, cái nó chung vô trong trái thị. Nó ở đó bà vừa bà đi kiếm cùng nhà cũng không có con cháu, không có ai hết. Mà cơm như vậy, cơm canh đồ đàng hoàng thôi bà. Mà làm như vậy một trong một thời gian. Trong một thời gian thì bà mừng quá, bà nói nếu như vậy thì cũng có người giúp đỡ cho bà. Ông hoàng tử này ổng mới là đi săn bắn. Ổng buồn, cỡ đó ổng buồn lắm, ổng đi hoài, ổng đi săn bắn. Ổng lại tới cái trại của cái bà ăn xin này á. Thì sao phát bảo muốn ghé vô. Ổng ghé vô hồi đó thì ưa ăn trầu. Cái nói bà lão, bà ở trong nhà bà đây với mấy đứa con. Thì bà lão này không con, nói không con. Hồi đó đâu có dám nói dấu với hoàng tử với vua. Hoàng tử đó là sau này lên ngôi là vua rồi. Cái nói thưa hoàng tử, là vì chúa ở có mình anh hà. Là thôi bà cho tôi xin miếng trầu đi, xin miếng trầu ăn. Thì cái ở trong buồng á là bả tên trầu đó là con cám nó tên. Nó tên dôi rồi vô vậy đó. Dôi vô lá trầu rồi thuốc ấy đồ này kia, kể như là lá trầu cao, chẻ cao đồ này kia để dĩa bưng ra, ổng dòm.
ông giờ ông thấy sao mà tươi đẹp quá chừng, mà lại là sao mà có duyên nữa, sao mà ổng làm như hớn hở trong lòng ổng vui vẻ vậy ha. Cái ổng mới nói vậy chứ chầu này bà lão tiêm hay ai? Cái bà nói dạ chầu này tôi tiêm cho hoàng tử ăn. Cái bị bà nói bà không có mà, cái hoàng tử không chịu. Hoàng tử nói không, bà lão nói thiệt đi, bà lão miếng chầu này bà lão không khi nào bà lại lão tiêm được. Thôi bà lão nói tiêm được đó thì bà lão tiêm tại mặt tôi một miếng chầu cho tôi ăn. Bà lão tiêm đi thì bả tiêm già cả tay cũng gãy, tiêm nó xấu chí nó không ngứa, trẻ cao thì không có đồng, không vừa ý. Không là không phải, bây giờ tôi bắt buộc bà, nói không có hay gì, tôi bắt buộc bà, bây giờ bà phải nói thiệt. Còn nếu như bà không nói thiệt, tôi mời bà về hoàng cung. Cái bà sợ rồi, bà nói thưa hoàng tử có sự thiệt, bây giờ tôi có đứa con gái, mà đứa con gái con nuôi. Bây giờ nói chậm, cái ông hoàng tử nói nếu như vậy thì nói con bà đi ra coi. Thì cám ra, cám ra rồi cái chào hỏi hoàng tử ha. Hoàng tử nhìn sao giống vợ trước mình hồi đó giống quá chừng ha. Cái hoàng tử hỏi nàng phải nàng cám không, thì nàng khai thiệt, nàng cứ việc nói thiệt. Thì bắt đầu nàng cám ngồi xuống kể từ hồi bị dìa leo cao bị giết, kể từ đầu tới đuôi mà. Rồi bị chôn thành con này nọ mấy kiếp như vậy đó. Thì ông hoàng tử này là ông nói nếu như vậy phải nàng cám là ông rước về rồi rước bà lão ở trong đó về triều luôn. Rước về cho vinh sang mà. Rồi rước về thì cái nàng tắm quảng hồn đi. Gặp em mình cái quảng hồn. Quảng hồn là ra thú thiệt. Ra thú thiệt với hoàng tử, tôi đây là chị nó. Hồi đó hai chị em nhưng mà nó leo cao cho cha ăn rồi nó té chết. Tôi thay thế. Đó, rồi cái là hoàng tử mới nói nếu như vậy thì tội của ông quá lớn. Bây giờ trình với vua cha để xử đáng cách nào thì xử. Cái rồi trình lại với hòa thượng, ông mới ngự giá. Ông mới nói nếu như vậy là khi quân, tội khi quân, đem ra pháp trường gọi là xử tử. Xử cái nàng tắm, cái nàng cám quỳ xuống xin, nói dầu gì cũng chị của tôi, thôi nhờ bệ hạ tha đi, thả cho về nuôi cha mẹ.